đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Danh ca Giao Linh tái ngộ cháu gái sau 7 năm, ước mơ làm điều đặc biệt tâm huyết bấy lâu. Ngày 17 tháng 9 tới, Ami Lê Anh và danh ca Giao Linh sẽ có dịp đứng chung sân khấu tại Paris, Pháp trong chương trình Giao Linh, Ami Lê Anh, tiếng hát kế thừa. 3 năm đại dịch vừa qua, cũng như những nghệ sĩ khác, Ami Lê Anh khá im ắng với hoạt động nghệ thuật. Nữ ca sĩ tâm sự, cô chưa có ý định quay trở lại với nghệ thuật ngay lúc này mà chỉ muốn tập trung cho công việc kinh doanh. Tuy nhiên, vì danh ca Giao Linh và Ami Lê Anh đều mong muốn hai bà cháu được một lần thực sự đứng chung sân khấu, nên nữ ca sĩ quyết định gác lại mọi việc để cùng bà biểu diễn trên cùng một sân khấu. Lần cuối cùng tôi đứng chung sân khấu với bà là năm 2015. Lần này hai bà cháu mới có dịp trở lại cùng nhau trong một chương trình đặc biệt như vậy tại Pháp. Cảm xúc của tôi lúc này rất khó tả. Tôi bồi hồi được hát với bà sau 7 năm và lại ngay đúng đêm Trung Thu là Tết đoàn viên của người Việt nên càng ý nghĩa. Ami Lê Anh thổ lộ. Ami Lê Anh sẽ song ca cùng danh ca Giao Linh các ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của nữ hoàng sầu muộn như Chuyến tàu hoàng hôn, Hồi tưởng, Người tình không đến, Nhật thực, Giọng ca dĩ vãng. Được biết, những bài hát này đều do chính nữ hoàng sầu muộn tuyển chọn và tập luyện kỹ lưỡng với cháu gái. Cũng trong dịp này, Ami Lê Anh tiết lộ cuối năm nay, cô và danh ca Giao Linh sẽ ra album kỷ niệm, đều là những bài hát tâm huyết của hai bà cháu. Tôi sẽ hát lại và vẫn hát chung với bà những tuyệt phẩm nổi tiếng của bà. Album sẽ được thực hiện vào cuối năm và ra mắt kênh official luôn, Ami cho hay. Chia sẻ về cuộc sống trong 3 năm dịch bệnh vừa qua, Ami Lê Anh tâm sự, hầu hết thời gian cô đều dành để thiền, chăm sóc gia đình, đồng thời lên kế hoạch cho các dự án khi cuộc sống bình thường quay lại. Thời gian qua, tôi đã có khoảng thời gian trầm xuống để nhìn lại bản thân sau chặng đường chưa suôn sẻ. Tôi luôn chọn cho mình cuộc sống lặng lẽ, không ồn ào, ngay cả khi đối mặt với vô vàn khó khăn trong cuộc sống. Từ công việc kinh doanh bị ngưng động do dịch bệnh, đến những trắc trở trong đời sống riêng. Tuy nhiên, tôi luôn nhìn mọi thứ một cách tích cực. Nốt trầm đó đã tiếp thêm năng lượng để tôi chuẩn bị lại mọi thứ thật tốt ở các dự án sắp tới. Ami Lê Anh bộc bạch. Không chỉ tích cực quay lại với các dự án nghệ thuật, thời gian tới, nữ ca sĩ cũng sẽ đẩy mạnh các chương trình kết nối đầu tư và xúc tiến thương mại hai chiều. Trong đó, có những chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam với các nước để phát huy vai trò giữ gìn văn hóa người Việt tại hải ngoại. Ami Lê Anh là ca sĩ theo đuổi dòng nhạc trữ tình của nền tân nhạc sau năm 1975. Cô từng đạt huy chương bạc tiếng hát phát thanh Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh VOH năm 2004 và có khoảng thời gian dài hát hàng đêm ở các phòng trà Sài Gòn. Ami là cháu gái danh ca Giao Linh. Cô có chất giọng trầm khàn da diết rất giống với nữ hoàng sầu muộn lừng lẫy một thời. Những năm 2010-2015, Ami Lê Anh được khán giả ưu ái đặt cho danh xưng nữ hoàng áo dài phòng trà. Tiếng hát của cô từng phủ kín các quán cà phê nhạc Sài Gòn. Không chỉ là ca sĩ, Ami Lê Anh còn tham gia dự án phim Phượng Khấu, Bánh Bèo Hữu Dụng với vai trò diễn viên. Cô cũng từng đoạt vương miện tại nhiều cuộc thi nhan sắc như Hoa hậu áo dài Việt Nam Paris 2016, Hoa hậu đại sứ quý bà Việt Nam toàn cầu 2017. Sau khi đăng quang, Ami Lê Anh chuyển sang điều hành hệ thống LI Group trên toàn thế giới, chuyên kết nối đầu tư, hợp tác thương mại, kết nối xây dựng văn hóa Việt với thế giới thông qua tổ chức biểu diễn của công ty tại châu Mỹ và châu Âu. Năm 2018, Ami Lê Anh được mời làm giám khảo đêm chung kết xếp hạng gương mặt triển vọng điện ảnh. Cùng năm, cô được tôn vinh là một trong 50 nhân vật của chương trình Trái tim vàng vì cộng đồng. Năm 2019, nữ ca sĩ tham gia chương trình Tình Bolero sau một thời gian dài nghỉ hát. Năm 2020, Ami Lê Anh được mời tham gia chương trình Ca sĩ bí ẩn. Với chất giọng trầm và tình được kế thừa từ bà Giao Linh, nữ ca sĩ đã chinh phục con tim khán giả cũng như ban bình luận của chương trình và xuất sắc giành giải nhất. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.